chương 9. Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh. Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn, bởi tôi ao ước có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức là dân Israel, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, là giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân sanh hạ bởi các tổ phụ và theo thần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích, vì những kẻ bởi Israel sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel, cũng không phải vì là dòng dõi của Abraham thì hết thảy đều là con cái người, nhưng có chép rằng ấy là bởi Isaac mà người sẽ có một dòng dõi gọi theo tên người, nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Abraham vậy. Vả lời này thật là một lời hứa, cũng kỳ này ta sẽ lại đến, Sarah sẽ có một con trai. Nào những thế thôi, về phần Rebecca, khi bà ấy với tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai đôi cũng vậy. Vì khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ hai con rằng, đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ, như có chép rằng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sao. Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao, có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy, vì Ngài phán cùng Môi-se rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy, điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pharaoh rằng, này là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm. Vậy thì ngươi sẽ hỏi ta rằng, sao Ngài còn quở trách, vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng? Nhưng, hỡi người, ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắng nên mình rằng, sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm, há chẳng có quyền trên đất sét cùng trong một đống, mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn hạ sao? Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thịnh nộ và làm cho biết quyền phép Ngài, đã lấy lòng khoan nhân lớn, chịu những bình đáng giận, sẵn cho sự hư nát, để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói chi được ư? Đó, tôi nói về chúng ta là kẻ Ngài đã gọi, chẳng những từ trong người Giu-đa, mà cũng từ trong dân ngoại nữa. Như Ngài phán trong sách Ô-xê rằng, ta sẽ gọi kẻ chẳng phải là dân ta là dân ta, kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. Lại xảy ra trong nơi Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi chẳng phải là dân ta đâu, cũng tại nơi đó, họ sẽ được xưng là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Còn Ê-sai nói về dân Israel mà kêu lên rằng, dầu số con cái Israel như cát dưới biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu mà thôi, thì Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài cách trọn vẹn và vội vàng trên đất. Lại như Ê-sai đã nói tiên tri rằng, nếu Chúa vạn quân chẳng để lại một cái mầm của dòng giống chúng ta, thì chúng ta đã trở nên thành Sodom và giống như thành Gomorrah vậy. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Những dân ngoại chẳng tìm sự công bình thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi đức tin. Còn dân Israel tìm luật pháp của sự công bình thì không đạt đến luật pháp ấy. Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở, như có chấp rằng, này, ta để tại Si-ôn một hòn đá ngăn trở,
tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã. Hễ ai tin đến thì khỏi bị hổ thẹn.